Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023 tại tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Trong khoảng thời gian này, các địa phương sẽ tập trung cao độ để tiêm phòng cho đàn vật nuôi kỳ 1 năm 2023. Trong tháng 3 và tháng 4, sẽ tiến hành giả soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như cúm da cầm, dại, tụ huyết trùng, lờ mồm long móng và dịch tả lợn cổ điển đảm bảo đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vaccine. Cơ quan chuyên môn cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi phát hiện dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới cộng đồng.